Tối nay đi nhậu nha. Hai thứ hai đi nhậu nha. Hai thứ ba đi nhậu nhỉ? Đi nhậu thì dễ, ăn nhậu thì dễ, tập gym ăn đúng nó mới khó đó. Tôi nói thiệt, cái hồi lúc á mà tôi làm văn phòng á, tôi kể cho các bạn nghe. Thứ hai á thì đi nhậu họp đầu tuần của công ty, thứ ba á thì lịch đi nhậu với đối tác, thứ tư á thì đi nhậu nhân viên trong công ty với nhau để bàn công việc, thứ năm á thì đi nhậu với các nhóm khách hàng mới, thứ sáu á thì đi nhậu với bạn bè hồi cấp 3, thứ bảy á thì đi hò nhậu với bạn bè hồi đại học, chủ nhật á thì đi nhậu cuối tuần với các thành viên trong gia đình. Nói chung là ngày nào cũng có lý do đi nhậu, và đó là lý do mà tại sao cái mỡ bụng của bạn nó vẫn còn luôn ở đó. Nó sẽ rất là khó để cơ thể bạn đẹp hơn, khỏe hơn nếu mà bạn ăn không đúng, bạn không có một chế độ ăn thật sự đủ tốt. Ngày nào bạn cũng đưa vào cơ thể một trời bia, một lon bia 170, 140 đến 170 calo, 1 ml cồn nó có cho bạn 7 calo, một lon bia 5%, 7% độ cồn nó đã một trời calo rồi, bạn cứ tính nhân ra đi. Đó, đúng không? Nếu vậy, thế thì một chai rượu vodka, cô nhắc, vang Đà Lạt này nọ kia, mà không phải là uống rượu thỉnh thoảng nhấp môi á, nửa ly một ly thì đôi khi nó còn tốt cho sức khỏe, nhưng mà cũng chưa phải là tốt hoàn toàn so với việc bạn tập gym, bạn ăn những đồ táo rất ngon và rất dinh dưỡng. Tại sao nhiều bạn cứ than là anh ơi em không có tiền để em ăn một cách khoa học, em không có tiền để em tập gym, em đầu tư ăn uống thực phẩm bổ sung, mà tôi đảm bảo tới cuối tuần thứ bảy chủ nhật đi vào các làng đại học sinh viên, trời ơi, ta nói cái quán nhậu nó đông kinh khủng luôn. Tôi có một ước mơ nhỏ nhoi, đó là làm sao mà phòng gym nó nhiều hơn quán nhậu. Nhưng mà tôi thấy ước mơ của tôi nó diễn dông quá. Tôi đi khắp các làng đại học, tôi đi cỡ tầm đi một cái đường ở mà những cái làng đại học thôi, sinh viên, trời ơi, nó có bạn có buổi chiều thứ bảy chủ nhật mà nó tràn ra quán nhậu nó bạt ngàn luôn. Vậy làm sao mà các bạn có thể khỏe được, làm sao để các bạn có thể học tập thật tốt, và làm sao để mà bạn có body đẹp 6 múi hay là cơ bắp thật sự săn chắc khối cơ lớn, nếu mà ngày nào bạn cũng đi nhậu làm sao bạn có bụng 6 múi được đây. Chuyện bình thường từ sáng mà thường ấy, những người mà đi nhậu nha, sinh viên hay là giới văn phòng, họ đều có một cái chế độ ăn thật sự nó rất rất là tệ luôn. Và chẳng những cái việc đi nhậu thường xuyên vậy á, nó mang lại cho bạn những cái hệ lụy về sức khỏe về lâu và dài. Và đôi khi ở cái tuổi tầm hai mấy 30 á, cơ thể bạn nó còn trẻ, hormone trong cơ thể của bạn nó còn nhiều, tế bào của bạn nó còn mới, bạn chưa có thấy mệt đâu. Cơ thể nó luôn luôn lão hóa, từ khoảng 25 tuổi trở đi nó đã bắt đầu lão hóa rồi, 30, 35 tuổi trở đi nó càng lão hóa. Lão hóa là như thế nào? Lão hóa là tế bào của bạn nó không tái tạo mới một cách tốt đẹp nhất. Tế bào của bạn nó luôn tái tạo, da bạn rách nó tái tạo lại, tóc bạn rớt nó mọc lại tóc mới, da mặt của bạn, gan, tim, phổi, hệ hô hấp, tuần hoàn, máu của bạn nó luôn luôn được tái tạo thay mới, khung xương của bạn nó cũng như vậy. Nhưng mà để mà nó thật sự nó có một cái mức độ tốt thì bạn phải tập thể thao thường xuyên và nên bớt đi cái việc nhậu. Bởi vì rượu, bia và những cái món đồ ăn ở cái quán nhậu, tôi đảm bảo 100% nó không tốt cho sức khỏe của bạn. Như cái thịt ăn ở quán nhậu á, chưa biết là nó bán cho bạn ăn cái thịt gì. Tôi chỉ đảm bảo là tôi thích ăn cái đùi gà ở nhà tôi mua của một cái thương hiệu gà uy tín, gà Pháp, gà Hà, Bixi, gà Cóc Mát, gà Vinmart. Gà nhập khẩu về tôi nấu tôi mới đảm bảo thôi. Gà ngoài chợ tôi mua tôi đâu biết gà ngoài chợ lấy từ cái nguồn gì, đâu biết con gà người ta nuôi quảng cáo nhà gà tan, nhưng mà tôi biết nó đâu biết nuôi gì. Càng vô quán nhậu nó ướp nó tẩm các kiểu thể loại, sao bạn biết đồ ăn của bạn đưa cho miệng người bạn là cái gì, rất nhiều độc chất, rất nhiều có hại. Rồi sao nữa, các món ăn khi thì nó rất là mặn, khi thì nó quá nhiều, ví dụ như con tôm lăn bột nhúng dầu mà nhúng cái dầu chiên đi chiên lại, trời ơi. Và bạn nếu bạn đi nhậu thường xuyên, bạn đưa vô cơ thể bạn hàng loạt những cái loại chất béo bão hòa dạng đặc luôn. Thế như vậy thì làm sao
nhiều năm trời chất tụ lại, đôi khi cái bụng bạn nó bụng bia mà nó có một cái bụng rất là bự, mà đôi khi nó còn có khối u trong đó nữa. Sáng nào đọc một bài báo của ông kia, nó bụng ổng bụng bia mà ổng dùng mọi phương pháp ông giảm mỡ mà bụng ông không giảm, đi xét nghiệm siêu âm nó nguyên một cái khối u nó to phải cỡ này nè, nặng 15 kg, mà bác sĩ phải phẫu thuật cắt cái khối u ra, cắt xong ông giảm đi 20 cm dòng bụng, giảm luôn 15 kg. Ghê chưa, chỉ trong vòng 6 tiếng phẫu thuật thôi mà ổng fitness ổng lại liền, giảm 15 kg luôn, 6 tiếng tập, 6 tiếng không có cách gì tập, 6 tiếng giảm 15 kg, ông làm giảm lại bác sĩ ông tập cho ông một cái 6 cái giảm 15 kg, và dòng eo giảm xuống 20 cm luôn. Bạn muốn vậy không? Tất nhiên không rồi, cái việc mà bạn phải ông cắt xong ông mất một lá gan luôn. Thật sự nếu mà cái chế độ sống mà các bạn dùng rượu bia nhiều, nhậu nhẹt nhiều, không ăn những đồ ăn ở nhà nhiều quá, ít rau củ quả trái cây, lại quá lười vận động, bạn không thể khỏe và nó còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn, rất là tệ luôn đó. Nên nha, đừng mong là sẽ có nhiều người sau khi xem video này bớt nhậu, để tiền nhậu đó các bạn đi mua đồ ăn tươi nè, táo nè, ngon nè đó, đúng không? Đồ ăn tươi nó rất ngon và nó cung cấp cho bạn những dưỡng chất rất là tốt. Tập chế độ lành mạnh hơn, bớt nhậu dần dần đến khi mà kiêng nhậu đi. Trong công việc thì có rất nhiều vấn đề để gặp gỡ nhau và đối tác, bạn có thể mời nhau đi ăn, không nhất thiết là phải đi nhậu. Đôi khi chúng ta phải nên thay đổi cái quan điểm của chúng ta một xíu. Một người làm, 10 người làm, cả xã hội làm thì mọi người sẽ phải cùng nhau thay đổi để mà khỏe mạnh hơn. Bạn không thể sử dụng tiền bạc hay tất cả những tiền bạc của bạn sau này bạn kiếm ra khi mà bạn 40 tuổi, 50 tuổi nếu bạn không có sức khỏe, chắc chắn rồi. Đến lúc đó, cho dù bạn có rất nhiều tiền, bạn cũng đâu thể nào làm gì được với nó nếu mà không có sức khỏe, hay là tiền của bạn đang dùng để bạn đi chữa bệnh, chữa trị, khắc phục bệnh tật. Đó là một điều thực tế, tôi nói thật, đúng. Nên, sau video này, rút ra một điều nha, khuyên các bạn hãy tập luyện thật sự đủ tốt, đủ nhiều và ăn uống, đầu tư cho bản thân những cái đồ ăn thực phẩm tươi ngon tốt thì cơ thể của bạn nó mới thay đổi được, nó mới bớt mỡ thừa, bớt mỡ bụng được. Đó là từ chính cái thói quen trong cuộc sống của bạn, bớt nhậu đi. Bởi vì cái sự thoải mái khi đi nhậu nó sẽ dễ dàng hơn cái sự căng thẳng khi bưng một đống tạ tập luyện, và đôi khi sẽ rất là mệt mỏi ngồi tính toán về lượng calo hay dinh dưỡng, bạn sẽ cảm thấy thật là nhàm chán, mất công, nhưng mà sức khỏe của bạn là cái cho bạn ưu tiên. Hãy tìm niềm vui ở sự thay đổi của chính cơ thể bạn và bạn sẽ cảm thấy hứng thú để mà bạn thay đổi cái thói quen. Rồi, chúc bạn thay đổi được thói quen của mình nha.